Tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố sáng nay, tổ chức hiệp đồng giao nhận quân và hiệp đồng huấn luyện diễn tập kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với các đơn vị dùng năm hải quân, quân chủng phòng không không quân và các đơn vị thuộc quân khu chính. Năm 2023, thành phố Cần Thơ được trao chỉ tiêu 1.858 thanh niên, trong đó có 3 nữ. Đối với công tác huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng chịu bị động viên, thực hiện theo quyết định số 2858 của tư lệnh quân khu. Kết quả sắp xếp biên chế cho các đơn vị đạt 99,92%. Năm 2024, thành phố Cần Thơ có 2.034 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân tại hội nghị bộ chỉ huy quân sự thành phố và các đơn vị thống nhất các nội dung chốt quân số danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ số lượng thời gian địa điểm giao nhận quân